Sáng ngày 28 tháng 10, phường Phương Đông tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã Phương Đông, 28 tháng 10 năm 1961, 28 tháng 10 năm 2021 và 10 năm thành lập phường 24 tháng 8 năm 2011, 24 tháng 8 năm 2021. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo và nhân dân phường Phương Đông. Cách đây 60 năm, ngày 28 tháng 10 năm 1961, xã Phương Đông được thành lập theo quyết định số 1818 của Hội đồng Chính phủ. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết số 89 NQCP thành lập phường Phương Đông thuộc thành phố Uông Bí. Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Đông vô cùng vui mừng phấn khởi, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập xã cũng như 10 năm thành lập phường. Qua 60 năm chiến đấu xây dựng phát triển, Đảng bộ và nhân dân phường Phương Đông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 về thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1977. Các bộ ban ngành trung ương, tỉnh Quảng Ninh, huyện Yên Hưng và thành phố Uông Bí tặng nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen các loại. Có 139 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Nhiều tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý khác. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Đông đã đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Đông tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển, tiếp tục nỗ lực hơn nữa xây dựng phường Phương Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã biểu dương 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của phường Phương Đông.